Thưa quý vị, sau gần 20 ngày, người dân Đà Nẵng thực hiện nghiêm chủ trương ai ở đâu thì ở đó, thành phố Đà Nẵng đã bước đầu đạt được một số kết quả trong công tác phòng chống dịch. Câu hỏi, Đà Nẵng sẽ chống dịch như thế nào sau ngày 5 tháng 9, thời điểm dự kiến hết tăng cường giãn cách đang là điều được quan tâm lúc này, khi việc giãn cách về lâu dài ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống. Tính đến ngày 1 tháng 9, Đà Nẵng có 12 trên 56 xã phường 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tuy gặp không ít khó khăn vì giãn cách, nhưng người dân Đà Nẵng vẫn đồng thuận cao với những chủ trương của thành phố để sớm khống chế dịch bệnh. Thì nói chung toàn dân tổ dân phố 38, thì nói chung bà con nghiêm túc chấp hành cái chỉ thị, mong mong thành phố làm thế nào nó cũng duy trì được cái nền nếp này tất cả bà con nhân dân thành phố. Thì chúng ta hy sinh một chút để bảo vệ cái sức khỏe. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn cao trong thời gian thực hiện giãn cách. Sau 17 ngày tạm dừng mọi hoạt động, thành phố ghi nhận tổng cộng 2.229 bệnh nhân mắc COVID-19. Số ca dương tính những ngày qua vẫn còn nhiều và liên tục biến động. Trong kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 mới đây, lãnh đạo thành phố đã nhận định đây thực sự là một cuộc chiến khó khăn. Nhưng sự đồng thuận của người dân là mấu chốt để sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có đối với hệ thống chính trị và nhân dân thành phố phải căng mình chống lại sự lây lan với mức độ nhanh của đại dịch COVID-19. Bằng sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta đã có những bước đi hợp lý, quyết đoán và tiếp tục tập trung cao độ cho giai đoạn quyết định sắp đến với nhiều khó khăn, cam go, nhưng nhất định sẽ chiến thắng được đợt dịch nguy hiểm, diễn biến phức tạp và khó lường này. Thời gian qua, thành phố đã tiến hành xác định các khu vực vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh, từ đó có cách ứng xử và biện pháp phòng dịch phù hợp. Việc khoanh vùng chính xác là yếu tố quyết định để giữ vững thành quả chống dịch trong suốt thời gian qua của Đà Nẵng. Khi phát hiện ra các ca F0, thì các địa phương, các đồng chí phải khoanh thật là chính xác các cái khu vực mà chúng ta nghi ngờ là có F0 trong đó. Tôi nhắc lại là cái việc này rất quan trọng, bởi vì chúng ta không thể đóng cứng thành phố mãi được, mà tới đây chúng ta phải xác định rất đúng các cái vùng đỏ. Tức là gì? Chúng ta phải phong tỏa đúng để chúng ta có những cái biện pháp về mặt xét nghiệm, về mặt giám sát ở các cái khu vực này. Sau 8 giờ ngày 5 tháng 9, dự kiến sẽ có một số hoạt động được mở lại, nhưng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có điều kiện kèm theo. Lãnh đạo thành phố cũng cho biết đã tính đến kịch bản sống chung với dịch. 20 ngày tạm dừng hoạt động mà thành phố đang áp dụng là thời gian để chuẩn hóa các quy trình chống dịch cần thiết. Ngành Y tế Đà Nẵng đang lấy mẫu toàn diện lần thứ 5, làm cơ sở để đánh giá tình hình dịch bệnh và tham mưu cho lãnh đạo thành phố những biện pháp chống dịch tiếp theo.